À, và tiếp sau đây là các em nào có đặt câu hỏi với Trình Đại Đức Pháp Sư, cũng như các em chia sẻ những cái câu chuyện của cuộc đời mình chẳng hạn, hay là những cái khó khăn trong cuộc đời, hoặc là trong các mối quan hệ giữa mình và cha mẹ, thì các em có hỏi thì nhân đây có Đại Đức Pháp Sư Ngài sẽ chia sẻ với các em. Rồi sư mời các em. Rồi em nào mạnh dạn đưa tay rồi sư đưa mic đấy. À, nếu như cơ hội chỉ có một lần trong đời. Rồi rồi mời con. Rồi mời con trai trước rồi con trai đó sau nhé. Rồi mời con đứng lên. A Di Đà Phật. Cho con hỏi là nếu như chúng ta xem cha mẹ của mình là thần tượng, vậy thì cho con hỏi vậy cha mẹ có xem chúng ta là thần tượng hay không ạ? Dạ, bạch thầy, em mới hỏi rằng thầy dạy rằng là chúng con phải xem cha mẹ là thần tượng, vậy có khi nào cha mẹ xem chúng con là thần tượng hay không? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn bạn nhỏ vừa qua đã đặt câu hỏi. Bạn hỏi rằng nếu như chúng con xem cha mẹ là thần tượng thì ba mẹ có xem con là thần tượng của ba mẹ hay không? Thần tượng là gì các em? Thần tượng có nghĩa là đó là mình thích một cái ưu điểm, một cái nhân phẩm, một cái đạo đức và một cái con người nào đó mà họ được xem là hoàn hảo. Thầy hỏi bạn ở đây mình là có điểm nào hoàn hảo hay chưa để cho ba mẹ mình phải thần tượng? Có chứ. Trong trái tim của tất cả chúng ta ở đây á, ba mẹ, nếu như ba mẹ là ai là người yêu thương con cái, tất cả chúng ta đều là một thần tượng cả. Đó là thần tượng cái gì các em biết không? Đó là ba mẹ thần tượng sự yêu thương cho chúng ta. Còn nay mai bạn này mà nếu như trở thành những người giỏi giang, có thể thành công nữa, thì lúc đó bạn này sẽ trở thành tượng cho những người khác. Mà mình muốn để ba mẹ mình thành tượng mình á, thì chúng ta phải làm gì? Ví dụ bạn này mà ở nhà bạn nó chơi game, bỏ học, trốn học, bạn này không có chịu nghe lời ba mẹ, bạn này có được ba mẹ thành tượng không? Có không? Không. Mà bạn này trở thành cái gì của ba mẹ? Trở thành nỗi đau, trở thành một cái gọi là một cái vướng mắc, là một cái đau thương của cha mẹ chứ không phải là thần tượng. Cho nên bạn này hỏi cũng là hay đó. Chúng ta ở đây các em sau này có muốn trở thành một Sơn Tùng MTP thứ hai không? Có không? Được, có chứ. Mình phải, nếu bạn nào đam mê âm nhạc, chúng ta có thể trở thành một Sơn Tùng MTP 2. Bạn sao cũng được. Phải nổi tiếng như Sơn Tùng MTP. Bởi vì đó là một thần tượng mà chúng ta đáng phải học. Bởi vì Sơn Tùng MTP là một cái ca sĩ trẻ thành công và có thể giúp đỡ rất là nhiều người, trong đó có gia đình của ca sĩ này. Thì điều đó mình nên học. Nhưng mà học làm sao đừng quá ư là thần tượng, ăn với cơm thần tượng, ngủ với thần tượng, rồi đam mê thần tượng mà quên đi ba mẹ, thì điều đó không có thể được. Cho nên thầy tóm lại câu hỏi vừa qua của bạn này, bạn nói ba mẹ có thần tượng mình thần tượng, xem ba mẹ là thần tượng, mà ba mẹ có xem mình là thần tượng hay không, thì điều đó thì em này về tự hỏi mình đã xứng đáng là thần tượng của ba mẹ hay chưa. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tri ân trên Đại Đức Pháp Sư. Cha mẹ thì thần tượng hay không thì cũng chưa biết, nhưng mà chắc chắn rằng cha mẹ thương thì rất thương. Dù con như thế nào cha mẹ cũng thương. Bây giờ cuối cùng, Sơn Tùng MTV và cha mẹ ai hơn? Ai hơn? Xa lại thần tượng mất rồi. Rồi câu hỏi tiếp theo. À dạ đây đây đây.
Bạn này giờ thầy chú ý lúc thầy nghe giảng giờ bạn khóc rất nhiều. Có lẽ thầy nghĩ rằng bạn đang có một cái nỗi khổ niềm đau gì đó. Chúng ta hãy đặt những câu hỏi mà có thể giải quyết những cái nỗi khổ niềm đau á mà mình đang vướng mắc cho bản thân mình, có thể là một mâu thuẫn nào đó với ba mẹ chẳng hạn. Và thầy xin mời em đặt câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Con là Như ở chúng cảm thông, con xin hỏi thầy là tội bất hiếu có phải là tội nặng nhất không thầy? Dạ rồi, cho bạn một tràng vỗ tay thật lớn. Rồi mời bạn ngồi. Dạ, con cung thỉnh đại đức. Các em biết cổ nhân mình dạy á, cùng tột điều thiện không gì hơn là có hiếu, cùng tột điều ác không gì hơn là bất hiếu. Trong năm cái tội ngũ nghịch của đạo Phật chúng ta dạy, trong đó có một cái tội, năm tội này mà khi một người vướng vào có thể sẽ sinh vào cõi địa ngục. Thì trong năm cái tội này có cái tội như hồi nãy bạn đã nói là tội gì các em biết không? Bất hiếu mẹ cha. Tại vì sao cái tội bất hiếu là cái tội lớn như vậy? Bởi vì ba mẹ là người có cái công ơn sinh thành dưỡng dục, nuôi dạy chúng ta rất là to lớn. Vì thế trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật nói, hai hàng người mà mình không thể đền đáp được công ơn trên cuộc đời này, dù là mình cộng ba mẹ lóc thịt, lóc da, đem thân thể này để nuôi cha mẹ cũng không thể đền trả được. Chính vì điều đó, bất hiếu là một cái tội lớn. Trong đạo Phật chúng ta là gọi là cái tội tột cùng là đau, tột cùng là lớn. Bởi vì khi mà đọa vào địa ngục rồi, đó được xem như cái tội trọng chứ không phải là tội bình thường. Do đó có lẽ thầy nghĩ rằng bạn này khóc nhiều là có lẽ đã từng làm cho ba mẹ mình đau khổ, và có thể bất hiếu, và bạn có thể là mất cha mất mẹ. Cho nên á, thầy xin nhắc lại, phạm vào tội bất hiếu đó là cái tội lớn nhất, có thể đọa vào địa ngục. Năm trong năm cái tội trọng của đó mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Xin cảm ơn em. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Bà thầy, có một em mới nhờ con hỏi. Em ấy hỏi rằng là em ấy có thương một người bạn mà cha mẹ thì không cho. Em ấy thì nhất quyết phải thương cho bằng được người bạn gái ấy. Bây giờ bạch thầy, bên hiếu bên tình, con biết chọn bên nào? Nam Mô A Di Đà Phật. Đây đây, bây giờ ở dưới trả lời cho thầy nè. Tay trái là người yêu nè, tay phải là ba mẹ. Bây giờ mình là người trung gian. Thầy sẽ làm một cái cuộc gọi là khảo sát các bạn ở dưới. Bây giờ ai ở đây nói con sẽ chọn bên tình, đưa tay. Rồi, ai ở đây nói con chọn bên hiếu, đưa tay. Đó là câu trả lời của thầy. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình làm bầu cử mà, thầy phải làm bầu cử, thầy không trả lời gì hết á. Các bạn ở đây đã trả lời giùm bạn rồi, rằng bên tình bên hiếu chọn bên nào. Đây là một câu hỏi mà hắc búa, và có nhiều người đã quên đi, cũng vì ba mẹ, cũng vì người yêu, cũng vì đó chuyện tình yêu mà bỏ ba bỏ mẹ và trở thành một người con bất hiếu. Thầy nói với các em thế này nè, ba mẹ chỉ có một mà thôi, còn người yêu có mấy người, vô số. Không yêu được người này thì yêu người khác, còn ba mẹ chỉ có một, duy nhất, chỉ một mà thôi. Cho nên hồi nãy bạn hỏi như vậy thì các bạn đã trả lời giùm thầy rồi, thầy không trả lời chi nữa. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì như vậy theo sự biểu quyết của đại chúng là chọn... bạn ấy phải chọn bên cha mẹ. Có lẽ người yêu sẽ khóc như mưa. Rồi rồi, mời con. Nam Mô A Di Đà Phật, con đến từ chúng từ bi. Con có một câu hỏi là khi mà mình lên mạng mình khảo sát lượt view của cái thần tượng thì mình có nên xem ba mẹ mình làm hôm nay để mình thần tượng ba mẹ mình hay không? Hồi lại đi em, hồi lại lần nữa. Là... Nói chậm. Hình như là sư vẫn nghe nó rối lắm, chứ nghe được một vé đầu thôi. Lên mạng khảo sát được lượt view thế nào của những thần tượng nổi tiếng thì mình xem cha mẹ như thế nào, chưa nghe vẫn chưa rõ. Thì hay vậy, vậy mình có nên xem cha mẹ mình làm gì hôm nay để mình biết ơn như là một thần tượng? À, dạ mô Phật bạch thầy, bạn ấy nói rằng á là ví dụ như bạn ấy lên trên mạng xem các lượt view của các thần tượng thì bạn ấy có nên suy nghĩ rằng hôm nay cha mẹ mình đã làm gì để mình thần tượng, phải không con? Như hồi nãy thầy có nói, thần tượng một ai đó là một điều, là một điều tốt đẹp. Ví dụ như các em thần tượng, bây giờ đừng nói ai, các em biết cái tập đoàn giàu nhất Việt Nam của chúng ta là ai biết không? Vin gì? Vincom. Các em nào ở đây là thần tượng ông Vũ Ngọc Vượng chưa? Là ông là tổng tập đoàn của Vingroup. Một người xuất thân từ chỗ nghèo khó và bây giờ trở thành một tổng giám đốc lớn của một công ty nổi tiếng. Các em biết slogan của tập đoàn Vingroup này là gì biết không? Slogan của Viettel là gì? Hả? Nói theo cách của bạn. Tức là mỗi tập đoàn, mỗi công ty họ có một cái slogan riêng, là có gọi là mục tiêu hoặc phấn đấu. Thì mục tiêu của tập đoàn Vingroup mà người ta đặt cái slogan đó, đó là gì? Slogan đó, đó là mãi mãi tinh thần khởi nghiệp. Một tập đoàn giàu có như vậy, khi một ngày ông Vũ Ngọc Vượng ông đến nói chuyện với các nhân viên của tập đoàn Viettel, người ta đặt một câu hỏi, nói thưa anh Vượng, tại sao tập đoàn anh giàu có như vậy mà bây giờ anh càng làm là anh càng giàu, có khi nào anh biết đủ không? Rồi anh làm cho nhân viên của mình có khi nào họ cảm thấy chán nản không? Nói không. Slogan của tập đoàn Vingroup đó là gì? Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp. Để nhắc nhở các nhân viên rằng dù chúng ta có thành công, mình leo đến một cái ngọn núi này thì mình phải biết trước mặt mình còn nhiều ngọn núi lớn hơn nữa. Đừng bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có. Các bạn ở đây cũng như vậy. Như nãy bạn đã đặt câu hỏi, bây giờ con thần tượng ba mẹ, rồi ngoài việc đó con có thể thần tượng những người khác được hay không? Có chứ. Trên con đường này mình có thấy có những người gương họ học hỏi, những người gương họ thành đạt, và những gương người đó họ thành công trong cuộc sống. Mình bắt chước theo cái cách họ làm, mình sống theo những cách họ đã thành công, mình học những cái điều hay lẽ phải. Đó là điều nên mình học. Bởi vì cuộc sống này là một cái trường đời. Chúng ta học không phải chỉ trong trường, trong lớp, mà có thể học cho tất cả những người xung quanh mình, và thậm chí những người thành công. Và chúng ta học được từ ba mẹ nữa. Cho nên điều mà mình thành tượng ba mẹ và thành tượng một ai khác là điều nên chúng ta phải cần có. Cho nên điều đó không có gì mâu thuẫn cả. Chỉ có điều là khi chúng ta thành tượng một ai đó mà mình trở thành si mê, cuồng dại, rồi có những hành động quên đi cha mẹ, quên đi hai đứng sanh thần của mình, thì đó là một điều sai trái. Cho bây giờ mình học, mình phải có nhiều người khác, mình phải noi gương người ta mình học được chứ. Cho nên thầy cảm ơn câu hỏi các bạn vừa qua. Đó là câu trả lời của thầy. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức pháp sư, hơn một giờ đồng hồ qua, đại đức đã chia sẻ cho chúng con biết công ơn của cha mẹ, đồng thời giải đáp những câu hỏi có vẻ đôi khi là ngây ngô của các em bé, nhưng đại đức đã hoan hỷ chia sẻ một cách rõ ràng. Chúng con xin tri ân trên đại đức pháp sư. Và hôm nay đại đức đã thương tưởng chúng con đến đây, dù trời gió mưa như thế, Phật sự đa đoan, nhưng vì thương tưởng đến hàng đệ tử chúng con mà ngài chánh tích quang lâm, chúng con ngưỡng nguyện tam bảo thì từ gia hộ cho đại đức pháp sư mãi là bóng cây đại thụ, để chúng con quay về đó mà nương tựa cũng như tu tập. Giờ phút này thời pháp thoại đã thập toàn viên mãn, chúng con cung thỉnh đại đức pháp sư khởi thân, xin mời toàn thể đại chúng đồng đứng lên hồi hướng công đức. Các em đứng thẳng, chúng ta chắp tay trang nghiêm. Chúng con cung thỉnh đại đức pháp sư khởi niệm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.